Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với một chủ đề, đó chính là trong khu cách ly sẽ có những dụng cụ, đồ dùng nào được cung cấp sẵn nhé. Ok, let's go. Rồi, vừa bước vào phòng bên trái là một cái nhà vệ sinh. Wow, cũng đẹp trai ha. Rồi, đây là cục modem kết nối với lại TV. Rồi, tiếp theo tới cái này nè. Mặc dù cách ly một người nhưng mà phòng vẫn có hai giường nha các bạn. Sẽ có mền, hai cái mền. Rồi, trong tủ sẽ có sẵn khoảng tầm 10 cái móc treo quần áo. Rồi, có một điều lưu ý á, là vì các bạn cách ly một người một phòng cho nên các bạn sẽ không được đi ra khỏi phòng. Nếu các bạn mà ra khỏi phòng mà không có lý do chính đáng thì mình sẽ bị phạt đấy nha. Khá là nhiều tiền đó. Rồi, trong phòng sẽ có sẵn máy sấy tóc nè, sẵn một bịch đồ ăn dự trữ nữa, bao gồm mì gói, sữa, cà phê, trà, các thứ, có bánh nữa, cho nên là các bạn không cần sợ đói đâu, nếu mà hết các bạn có thể xin thêm miễn phí nha. Rồi, còn ở bên này á, là sẽ có một thùng nước cho các bạn, có 24 chai và mỗi chai là 600ml. Người ta còn cung cấp cho mình một bộ đũa muỗng để ăn cơm nữa. Bên này là túi vệ sinh cá nhân, có cả bàn chải đánh răng, kem, dao cạo râu, sữa tắm, xà bông, có cả cục xà bông giặt đồ nữa. Rồi, ly, giấy và bao đựng khác. Rồi, bên này sẽ có thêm một cái sào đồ để các bạn phơi quần áo. Đối với mình, một người cách ly trong phòng này và với một cái view như vậy thì mình cảm thấy khá là ok và khá là ổn người đấy. Đồ ăn cũng khá là ổn áp và được mang đến rất là đúng giờ, cho nên là ok. À, quên còn nữa, ở phía trên đầu mình là cái máy điều chỉnh nhiệt độ đó. Rồi, ok, bye bye.